Hello Nora, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Nora sẽ lên live nè. Và Nora có một chút vài điều muốn hỏi. Hồi bữa Nora có về Việt Nam á, Nora có ăn một tô bánh canh, cái đó có giá 300 ngàn á. Nora thấy mắc, nhưng mà Nora nghe nghe nhiều người nói là ở Việt Nam bây giờ đồ ăn nó rẻ, nhưng mà không có rẻ như mọi người nghĩ đâu. Cho nên Nora muốn muốn hỏi một người, tại vì Nura muốn hỏi anh Trương Quốc Huy á, để cho ảnh giải thích giùm cho Nura tại sao á là cái đó mắc hay rẻ như thế nào á. Thì sẵn ở trên live này nè, Nura sẽ mời anh Trương Quốc Huy luôn. Thì Nura mời anh Trương Quốc Huy nha. Mà anh Trương Quốc Huy này, anh Nura, mọi người cũng biết là ảnh cũng nổi tiếng với lại với cộng đồng người Việt á. Rồi, Thì bây giờ hello, em có còn thấy anh không? Hello. Hello, nhưng mà em không Hello. thấy anh, nó tối thui à? Ok. Ủa sao kỳ vậy? Ok, để anh thử lại. Tại vì anh mới xài cái này lần đầu. Dạ. Không biết nữa. Anh lại không có vô được. Đợi anh chút xíu nha. Nếu sau khi đợi anh Trứ quay thì Nura cũng nói là hồi bữa Nura về Việt Nam Nura ăn á, thì đồ ăn ở bển thì cũng có cái rẻ và cũng có cái mắc, nhưng mà đa số Nura thấy cái giá bây giờ cũng hơi cao hơn mọi lần á. Thì ở đâu cũng vậy ở cả nhà, nhưng mà Nura hơi hơi bất ngờ là tại sao một cái tô bánh canh như vậy nè thì cũng có đồ ăn này kia thôi, nhưng mà tại sao lấy 300, mà trong khi đó cái 300 đó là nếu như người công nhân bình thường làm sao mà họ họ ăn được. Thì nó là hơi 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 bất ngờ vậy thôi, muốn hỏi anh Huy á, tại anh Huy ảnh sẽ, nó là nghĩ anh Huy sẽ có một cách giải thích á, Thì bởi vậy nó là muốn hỏi. bây giờ á anh không có vô được cái like của em. Bây giờ khán giả đang có mà em không thấy cái hình của anh, đúng không? Em đang có một mình thôi, đúng không? Thì Lúc nãy em thấy hình mà giờ sao mất tiêu rồi? bây giờ khoan, ở trên cái màn hình của em có thể bấm lấy cái link được không? Em gửi cho anh được không? Gửi lại, anh muốn ra khỏi rồi anh vô lại, nó có cái link không, thấy không? Thì em bấm lại đi, nó có cái chữ khách mời, đúng không? Có được không? Rồi em copy lại đi. Rồi anh thấy rồi, bây giờ anh ra khỏi rồi anh vô lại ha. Em bấm, Dạ. nhớ bấm save. Rồi Mọi người đợi một chút nha. Tại vì nó ra hơi thắc mắc là lý do tại sao mà tới 300, mà trong khi đó những người mà không làm ra được nhiều tiền thì làm sao mà có tiền đủ mà để ăn một tô bánh canh vậy đó. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì đây, bây giờ anh Huy vào rồi. Mời cả nhà nghe anh Huy, ý kiến của anh Huy nha. Đây. của Nora. Hello anh. Hello. Rồi bây giờ mọi người nghe rõ, Nora nghe rõ đúng không? Dạ, Rồi em nghe rõ đây. ok, bây giờ quay lại câu chuyện hồi nãy, câu hỏi của em hỏi Dạ. cho anh. Cái này là một cái đề tài mà nhiều người nói, thậm chí mình đọc ở trên Facebook mình cũng thấy là nhiều người nói ồ, đi về Việt Nam ăn rẻ lắm, đúng không? Dạ, Thì đương dạ nhiên đúng rồi. nó sẽ rẻ một số cái là bởi vì cái giá nhân công Việt Nam mình rẻ. Nhưng mà về căn Dạ. bản đó là cái những cái thức ăn, những cái đồ ăn ở Việt Nam mình, thậm chí đi chợ bình thường cũng vẫn mắc hơn, thấy không? Dạ. Anh nói một điều như vậy thì mọi người sẽ cảm nhận được khi mình nói cái giá tiền á, mình sẽ khó so sánh lắm, Đúng và rồi. mình cũng không thể nào mình so sánh được cái đời sống của người Việt Nam với lại bên Mỹ được. Một cái đất Dạ. nước đứng đầu thế giới và một cái quốc gia là nó khác nhau. Dạ. Cái thu nhập của người Mỹ, nếu mà tính hết nước Mỹ chia đều cho 300 triệu người á, là 50.000 đô la, 55.000 đô la. Việt Nam Dạ. mình chỉ có 3.500 đô la, 3.000, gần 3.000 đô la thôi. Thì 50.000 với 3.000 đô la nó xa lắm, thấy không? Ok, nó Dạ. rất xa. Nhưng mà cái điểm vô lý nghịch lý á, là người ta thường khoái so sánh, không được. Mình có thể Dạ. mình so sánh với Thái Lan, nhưng mình so sánh Thái Lan mình còn chưa bằng Thái Lan được, hiểu Ồ không? vậy hả anh? Hoặc là mình so sánh với Mã Lai cũng không được, và mình so sánh Singapore càng không được luôn, Đúng rồi. thấy không? Đó thì thành ra đó, nếu mà dùng Việt Nam phải so sánh với một quốc gia ngang Việt Nam, Đúng rồi. hiểu không? Là chẳng hạn như bên châu Phi thì mới được, hay là cái nước Dạ. nào mà ta thu nhập chia đều cái quốc gia. Việt Nam mình có gần 100 triệu người thôi,
ở Mỹ này mình có 3 triệu người, thấy không? Đó, mình so sánh vậy đúng chưa? Ở Mỹ mình có 3 triệu người Việt Nam, và ở khắp nơi trên thế giới á, những người Việt Nam ra khỏi Việt Nam đó, ở bên châu Âu, ở bên Đức, ở bên Úc, ở bên Việt, video Rồi bên chủ đúng yếu là rồi, lao đúng động, rồi. hiểu chưa? Ở bên bên Nhật á, là bây giờ gần 400.000 người làm việc ở bên đó, là tính hết tất cả những người Việt Nam mình. Rồi bây giờ mình quay trở lại câu chuyện là mắc hay Dạ. rẻ, hiểu không? Thì cái câu hỏi đặt ra là tại vì em không có đủ cái ngôn ngữ để em nói, hoặc là em nói ra em sợ mọi người đánh giá mình không Đúng có đúng. rồi, Nhưng đúng, mà chính cái sự xác. thật nó vẫn là sự thật. Cái sự thật nó là gì? Mình so sánh ở đây là mình so sánh cái giá trị của cái công việc để đánh đổi được cái vật chất tối thiểu, đúng không? Tối thiểu là sao? Tối thiểu là giống như cái mức lương mà mỗi cái em thường hay nghe nói là mức lương căn bản, Đúng hiểu không? rồi, đúng, Thí dụ em như có ở Việt nghe. Nam đó, căn bản là bao nhiêu mới sống được, còn bên Mỹ này căn bản là bao nhiêu mới sống được. Với Mỹ mình lấy hai cái căn bản đó mình so sánh với nhau, chứ mình đừng có lấy cái 1.000 đô so sánh với lại 1 triệu, không được, Đúng rồi, phải đúng rồi, không? Đó đó là chênh như lệch vậy nhiều quá không? đó. Mình lấy cái đó đó thì nó kỳ, nó không đúng, thì mình lấy cho cái công bằng. Thí dụ như em muốn so sánh một người công nhân thì em phải lấy người công nhân của một nước nào đó em so sánh với lương công nhân của một nước khác, chứ em đừng có lấy một ông đại gia của một nước này em đi so sánh với lại một cái ông công nhân nước khác, Đúng là rồi. nói chuyện tầm bậy, đúng không? Thì phần đông á, những người làm YouTube á, người ta hay nói là ô ở Việt Nam ông đó giàu, ông này kia, ông bởi vì ông là ông chủ, Đúng ông là rồi. giám đốc của công ty, ông là ông đại gia Việt Nam. Em đi so sánh với một người dân thường giống như anh với em ở bên Mỹ này sao được? Đúng rồi, Mình đúng chênh rồi. lệch nhau, Đúng phải rồi. không? Chỉ là rất là Đó nhiều là đúng không? cái nhiều chứ. Nếu mà anh bên này anh được bổ vô vô giám đốc đi, lương anh nó khác, Đúng hiểu rồi. không? Giống như lương anh với lương đâu là nó khác nhau. Đúng Ví dụ như rồi. anh làm chỗ anh, lương của anh ví dụ như 15.000, ví dụ như hay 10.000, em có 6.000 nó khác nhau, hay là 7.000 nó khác nhau, đúng không? Đúng Đó rồi. là mình quay trở lại mình nói. Rồi bây giờ mình nói cái căn bản, bây giờ mình so sánh cái thấp nhất để Được. ăn được một cái gì đó để người ta có thể sống được. Rồi em nói cái chuyện ở bên Mỹ rẻ là đúng, đối với anh là đúng, có thể người khác nghĩ sai, hiểu không? Nhưng mà đối với anh nó là đúng. Là bởi vì sao? Anh thì so sánh như vậy, một người đi làm 8 tiếng, những cái ngày đầu tiên khi anh đi đến Mỹ này đó, là mình làm cái lương căn bản. Là lương căn bản là lương sao? Lương việc không tên, không cần nghề, thay đâu đến đó, gọi là mình nói bình dân là lương cu ly, ví dụ vậy, hay là sai việc đó, là trung bình là 15 đến 18 đô la, đúng không? Thì thấp nhất á, 15 18 đô la có thể là căn bản một người đi làm 8 tiếng đồng hồ. Thì khi người ta muốn tính cái mức lương căn bản, người ta tính một người đi làm tối thiểu là 8 tiếng đồng hồ, mà 8 Đúng rồi. tiếng một ngày á, một tuần là 40 tiếng, là có nghĩa là nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì ở bên Mỹ này em đi làm ngày thứ bảy lương em phải gấp đôi, bởi vì cái ngày nghỉ, mà Đúng muốn rồi. anh muốn làm cái ngày nghỉ của tôi thì anh phải trả lương tôi khá hơn. Hay em là Mỹ nó kêu là overtime, Đúng là rồi. ví dụ như cái ngày nó gọi là business day, biết không? Business day là giờ hành chính, là Đúng rồi. giờ để làm. Thì giờ hành chính là từ bao nhiêu tùy theo nơi anh vô đi làm, 8:30 đến đúng 4:30 anh về. Buổi trưa ở Mỹ không có ngủ trưa, ở Mỹ không có nghỉ trưa, Việt Nam nghỉ trưa 1 tiếng, Đúng, đúng, chính xác. thì nghỉ 1 tiếng thì anh làm thêm 1 tiếng thì 5 giờ anh về. Còn ở Mỹ không nghỉ trưa thì 4:30 anh về, Đúng còn anh nghỉ trưa thì 5:30 anh về, đúng rồi. không? Nó Đúng bằng nhau. Anh giờ cũng nghỉ à, đường nào cũng nghỉ. Thì Mỹ họ không muốn nghỉ như vậy, họ tranh rồi. thủ 4:30 họ về là khỏe, đúng không? Rồi như vậy đó thì người ta không ăn. Buổi trưa nó cho mình nửa tiếng, mà nửa tiếng đó được tính tiền chứ không phải là nghỉ không tính tiền. Ok, là từ là họ tính vô cái 8 tiếng luôn đó, hiểu không? Đó thì là mình nghỉ họ phải tính tiền trả lương cho mình. Ê mày ăn tao cũng trả lương cho mày vậy, Đúng hiểu không? Thì mày được nghỉ nhưng mà tao phải trả tiền, hiểu không? Ok đó, để cho nó công bằng vậy đó, đúng không? Đó là mình tính vậy. Thì anh được nghỉ tôi phải trả tiền cho anh nữa, đúng không? đúng rồi, đúng Rồi rồi. nửa tiếng nghỉ 15 phút xào quần, cộng với vậy vô ready làm việc là mất 1 tiếng của người ta, là doanh nghiệp đó họ phải trả trung bình cho em 1 tiếng. Thật ra em làm có 7 tiếng thôi. Rồi nó có những cái công việc mình làm 20 phút phải nghỉ bao nhiêu phút,
quy định đàng hoàng đó để chia cái đầu người ta được ấy. Rồi thì bây giờ mình tính 15 đô, bây giờ nói tô phở, nghe nói đến phở à, bây giờ phở ở bên Atlanta bao nhiêu, Ngày trung xưa bình em của đi em á, ăn đó em đi nha, ăn và ngày xưa bây giờ. ngày ngày xưa đó thì không, bây giờ là khác nhanh. Ngày xưa là hồi bữa giống như mấy tháng về trước đó, là em ăn có như là 11 đồng hay là 12 đồng thôi, nhưng bây giờ đó thì cỡ 13 đồng đó, Đúng rồi, thì giờ thì nó 13 lại đô đi, xê xích hơn trung một bình chút 13 đi. đô đi. À, Rồi. nó xê xích một chút. Anh cho 15 đô luôn. Dạ. Ok. 15 đô thì nói chung là bằng 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 cái tô phở, cái tô bánh canh em nói ngon ngon ở Việt Nam. Dạ. Thì ở bên Mỹ cái tô mà em ăn ngon là nó phải 15 đô. Nó mới Dạ. ngon. 15 đô người ta mới làm được cái tô đó. Dạ. Còn làm rẻ hơn là thật ít đó. Đúng Xem, đúng không? Giá trị của nó đàng hoàng, rồi, đúng đúng không? rồi. Rồi. 15 đô tô phở đem ra thịt thà đầy đủ ăn mà bự như cái thau vậy đó, thường thường Mỹ giống Đúng như California thì anh ăn cái phở Hollis đi, nó bự như cái thau, nó đúng rồi. thị trường người ta kêu là cái tô xe lửa đi, Đúng rồi, hiểu tôi không, sẽ lửa à. nó xe lửa đó thì là đúng giá của nó là như vậy, thịt nó vậy vậy. Thì ở Việt Nam muốn ăn thịt giống vậy thì nó không phải bằng giá, nó mới đúng. Nếu như là thị 15 đô 12 đô thì tùy theo cái giá lao động, chưa tính là giá lao động, bên Mỹ trả một tiếng 15 đô, ở Việt Nam trả tiếng một tiếng như thế không, nếu đi làm lương tháng 7 đến 8 triệu đồng, 7 đến 8 triệu đồng tiền Việt Nam là bao nhiêu. Hey, hello, chào chị Hello, của Nora, rồi đây là chị đúng của không em nha cả nhà. nè, đó đó, xong Hello, xin chào cả đúng nhà. không, rồi Chào anh phải Huy, không nha. chào khỏe. Bây giờ mình nói cái chuyện đó đúng không, rồi em làm một tháng ở Việt Nam làm trung bình, bây giờ anh cho đi làm gì đi, lại lương khá khá đi là 10 triệu, 10 triệu là chưa tới 500 đô bên này, Đúng rồi. khoảng khoảng vậy đó, 400 mấy rồi, cho 500 Mấy. đô đi, 10 triệu đi, cho là 500 đô, 500 đô đi, cho nó dễ, là 10 triệu là ngon rồi đó, 10 triệu Việt Nam làm là ngon rồi đó, nếu mà tăng ca này nọ, có nhiều người làm được 12 triệu, Đúng, chính xác. đấy không? Nhưng mà nếu không tăng ca thì khoảng 8, 9, 10 triệu thôi, nó Nếu làm cho không lớn tăng thôi. ca thì bây giờ em thấy cũng có nhiều người là cỡ 8 triệu hay 8 triệu mấy Đúng chín rồi, triệu nói rồi 8 triệu, 10 chứ. triệu đi, đó khoảng đó thôi, nó sẽ giúp ở đó. Thì á, Việt Nam mình á, dùng 60% tiền lương để ăn uống. 60%. Trung bình, một gia đình muốn ăn đồ ăn căn bản là phải dùng tới 60% tiền lương của mình để mình ăn uống cho nó gọi là có, gọi là nó tương đối, gọi là căn bản đó, chứ không phải là sang trọng đó. Đúng rồi. Thì như vậy đó, người ta dùng để người ta ăn. Quay trở lại, anh đi làm căn bản, em đi làm căn bản, chị em đi làm lương căn bản 15 đô 18 đô một giờ, thấy không, thì một ngày á em làm 8 tiếng, em dùng 3 tiếng đồng hồ để em lo được cái chuyện ăn của bản thân, thấy chưa, Đúng 3 tiếng rồi. để tốt phở 15 đô, em đi làm 15 thì em ăn một một tiếng buổi sáng, một tiếng buổi trước, một tiếng buổi chiều, làm ăn ba tô phở, và lại em không ăn phở thì em ăn dĩa cơm, em không ăn gì, em ăn tô tiết, phải không, hay là em ăn tô cháo thì nó cũng xem giá gì, hay là dĩa bánh cuốn thì nó cũng ngang ngang gì ở đây khoảng khoảng đó đó, hiểu không, xê dịch lên xuống rồi có ly trà đá, ly bô bà đồ này kia nữa, cộng 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 vô đó, vậy đó khoảng khoảng ngày mình như vậy, thì trung bình như vậy á, thì mình làm 3 tiếng mình còn dư lại 3 tiếng, mình còn dư lại 5 tiếng, đúng không, thì tức là sao, mình làm gần khoảng 1/3 của một ngày, mình dùng 1/3 của cái công lao động một ngày để mình ăn uống, thì mình còn lại 2/3 cái tiền lương, 2/3 tiền lương đó xe cộ xăng quần áo này nọ vẫn còn dư một chút, Đúng rồi. tối về có thể uống chai bia đi ngủ cũng được luôn, phải Đúng không, lấy chắc, còn phụ nữ thì có thể mua gì đó xong làm đẹp đồ đắp với mắc mặt cáp đồ mà đó, vậy đây đại khái chút chút vậy đó, rồi người ta đủ đủ cái căn bản đó, tức là quần áo cũng bình thường thôi, không phải là xe vô đồ hiệu thì không nói, thì cái đó là cái chuyện nó là luxury rồi, nó là cao cấp rồi, phải không, hai vấn đề nó khác nhau rồi, thì tức là cái căn bản đó người ta vừa đủ, còn mình á, Việt Nam mình nó làm ra để ăn để ở thôi, mình không dư đồng nào hết. Còn nữa một điều nữa, bệnh hoạn sao à, em tính chi phí y tế rất lớn, cái đó ở các nước người ta gọi là an sinh xã hội đó đó, thành ra đó là mắc chỗ đó, đúng không, em làm lương tháng em 7-8 triệu, em dám ăn tô phở 200 ngàn không, em dám ăn không,
Tôm phở 200 ngàn thôi, anh đừng, chưa nói bánh canh 300, mà nãy em nói mắc quá. 200 Đúng thôi. rồi. Bây giờ 200, đúng không? Em cứ tính Ừ. 200 đi, một tháng làm có 8 triệu, dám ăn tôm phở 200. 3 tháng mới dám ăn tô, uy tín luôn. Đúng rồi, chính xác. Tiền đâu nuôi con? Tiền đâu đổ xăng? Giỡn vậy. Thấy không, mấy ông chạy xe này nọ chạy ngày mười mấy tiếng mà được giỏi lắm 300 ngàn, giỏi là ngầu lắm mới nó chạy xe gấp, đúng không chị, xe ôm, đúng không, hai vấn đề Tính nó khác tiền cho con đi học nữa. đó. Ừ. Vậy thì Đó. sao, là thắt lưng buộc bụng, đúng không, là chồng làm vợ để dành chút chút thì nó mới ra. Còn một thằng á, một đứa độc thân á, là không có đồng bà nói đấy. Chứ nếu mà đi mướn nhà công nhân, đi mướn nhà đâu có dám mướn bự, mướn cái Đúng chỗ rồi, chút chính xác. xíu à, 700 800 một triệu, thấy không, mà cái chỗ đó nó giống như lỗ mũi, nó bằng cái con mé mét vuông vô đó ở thôi, thì đi làm công nhân như đó đi, coi tính ra làm 8 triệu, 8 triệu chỉ dám ăn, Đúng ăn 3 triệu thôi, 3 triệu là dữ lắm ơi, 3 triệu, 3 triệu là ngầu lắm rồi đó, là một ngày coi như cũng 100 ngàn thôi. mà em thấy hiếm khi nào mà em thấy hiếm ở Việt Nam mà lương tháng 8 9 triệu, ít lắm á, đúng thật mà. Là khá Có đó, mấy người phải có là ổn khá định khá khá, làm gọi là như cái đó giỏi ngon, cái gì lắm mới mới được cái lương đúng giá cao vậy, đúng chứ ngoài ra đúng cỡ 5 triệu 4 5 triệu là 4 5 triệu đó, bình bình 5 6 hay ba triệu bốn triệu cũng có bây giờ em, anh quay trở lại với cái câu hồi nãy em hỏi anh, nha. em hỏi là ai là cái người có tiền ăn bánh canh 300 ngàn, Đó 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 đó. đúng không, đó anh nhớ cái chuyện này rồi. Bây giờ tại sao người ta có tiền? Thật ra đó, nhiều khi quảng cáo cái tô 300 ngàn để người ta bán cái tô 30 ngàn, hiểu chưa, người ta vậy vậy vậy, phải không, để làm chi, cái đặc biệt cái gì đó, đó là nhiều khi có thể là tiếp thị. Nhưng mà có một cái nữa là cái sự chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam rất là rõ, hiểu không, giống như ở bên Mỹ này đi em, anh lãnh đạo qua Cali cũng vậy, cũng giống nhau, cũng ở cũng xài vậy, cũng nhà vậy, ở đâu nó cũng gần 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 giống nhau, nghèo ở đâu cũng giống nhau hết, mẹ con cũng đi học vậy, mấy bà già cũng được, mấy người lớn tuổi thì cũng được giống 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 vậy. Nhưng Việt Nam, Cà Mau, Sài Gòn khác rồi, Long An với Sài Gòn đã khác rồi, đúng không, à, Nha Trang với Sài Gòn đã khác rồi, Cần Thơ với Sài Gòn khác rồi, đời sống nó khác đi, Đúng. làm sao cái thu nhập trung bình của người ta nó khác, thì tức là trên lệch giàu và nghèo nó khoảng cách quá xa, Đúng rồi, giao nghề hiểu không. Thế giờ cách có những khác người giàu gấp 30 lần cái người bình thường, luôn. thấy không, nhưng mà những cái người kia nghèo nghèo tận mạng luôn mà người ta không có cơ hội, thì thường thường là những cái đó là những cái nơi phố thị thành phố thôi, ví dụ như Sài Gòn, Vũng Tàu, Đồng Nai, Biên Hòa, đâu này nói vậy, Với thì lại cái anh trên Huy biết là không, mình chưa tính mà cái mà những người công nhân á bà bị nghỉ nghỉ việc làm, bị sa thải nữa, đó để làm nữa thì mà bị nghỉ nữa chứ, trời ơi tội nghiệp mà. thì thành ra đó em tưởng đâu là nhiều, nhưng mà thực tế ra nó là gì, nó là truyền thông, nó là mạng xã hội, hiểu không, thì đôi khi mình thấy ở trên mạng nó nhiều, nhưng mà em đếm ra thử cái bao nhiêu con số gọi là nhiều, đúng không, giống như nhiều người người ta sẽ thấy ồ Việt Nam giờ giàu lắm, cái xe xịn cái gì cũng có ở Sài Gòn đó, nhưng mà chỉ ở Sài Gòn ổn đi, Đúng rồi. đếm ra được bao nhiêu người sở hữu cái đó, hiểu không. Thí dụ như bây giờ nói thiệt, siêu xe có luôn á, siêu xe ba Việt Nam có được, mấy người có đó, đó là quan trọng, phải không, mấy người có cái đó nó mới là quan trọng, chứ còn cái người có thì lúc nào cũng có thể cái người ở bên Việt Nam giàu hơn cái ông bên Mỹ luôn đó. Có, Đúng rồi. hiểu không, tức là ở Việt Nam có ông tỷ phú không, có tỷ phú đô la có luôn, Có luôn, đúng hiểu không, nhưng mà có ông à, rồi. đúng chưa, là nguyên nước Việt Nam có ông à, hay là có hai ông thôi, nhưng ở bên Mỹ 300 triệu có người, Đúng mà ở đếm cái ông triệu phú ổng tới gần cả 100 ông lận, mấy trăm ông triệu phú lận, đúng chưa. Bây giờ anh nói sơ sơ trong cộng đồng Việt Nam thì thôi, ở quận Cam là California, một cái căn nhà trung bình là 1 triệu đô, Đúng rồi. em có hai em có một căn nhà là em có 1 triệu ấy, là em triệu phú ấy, đúng Giống chưa, vậy. mà cả đống luôn, mà bây giờ đếm thôi đó, cộng đồng Việt Nam, mà Việt Nam mình ở Giống đây bây giờ có hai anh Quy triệu phải không? Bây giờ anh Quy vừa nói không, tiếng mà vừa nói anh thì chưa 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 phải, nhưng mà ý mình nói tương đương vậy, đúng không, thì cái đó là cái chênh lệch đó, là cái người nghèo người giàu nó Đúng xa, rồi. cái đó cái chữ mà người ta xài đúng chữ luôn là bất bình ổn xã hội, kéo cái khoảng cách giữa người giàu người nghèo lại gần với nhau,
thì cái xã hội đó nó phát triển, cái đồng tiền nó mới được phát sinh. Ở Mỹ này cái người giàu đóng tiền nuôi người nghèo, Đúng, chính xác, đúng đó, người chính xác luôn. giống như mình á, mình mới qua mình đóng tiền đâu, mình phải xin chứ, phải có chứ, nào Medicare rồi Đúng rồi. là bệnh hoạn ai trả, đúng Đúng không? rồi. Rồi cái cứu là mày cho cứu, cái là còn sao Nhưng mà không anh biết lưu ý biết là người gì, nhưng mà anh lưu đó. ý biết là giống như ví dụ mình bệnh đi, mình vô bệnh viện đi, lo người bệnh nhân trước, tiền tính sau. Đúng sao? Đến bắt em thiếu nợ, như em nợ em cứ trả, họ đâu bắt mình trả liền đâu. Ok, ví dụ như anh nợ thì anh phải trả, còn Nhiều anh khi có không nợ bảo hiểm mà anh trả, nhiều khi nợ mà không trả cũng được luôn anh Quy, người ta thương người. không trả là anh không có, anh không income, anh không có tiền lấy gì Đúng trả, rồi. đúng không? Rồi em có tiền phải trả vậy thôi. Rồi đó là cái mình nói, thành ra cái khoảng cách giữa người giàu người nghèo nó quá xa, hiểu không? Thí dụ như thì á, tại sao Việt Nam mình không không có phát triển lên nhanh được, là bởi vì cái tiền của tất cả những người ít tiền dồn vô cái túi của người nhiều tiền, chứ cái đồng tiền nó không có đẻ ra, biết không? Còn ở Mỹ á, là đồng tiền nó sinh ra của nguyên cái quốc gia sinh ra, chính phủ Mỹ bán trái phiếu đó, nó gọi là bond. Em dân Mỹ em mua được mà, mỗi người được mua 10.000, chính phủ trả lại, là chính phủ mượn tiền của dân, hiểu không? Mà có lời mới trả, phải không? Rồi Trung Quốc họ mua trái phiếu của mình, hay mấy người giàu Việt Nam mình họ mua trái phiếu của Mỹ họ để dành đó, đúng không? Đó mua để dành chứ 10 năm, tao trả lời cho mày, tao lấy tiền gì, hiểu không? Thì là người ta cho Mỹ mượn tiền, Mỹ thiếu nợ nhiều lắm, Mỹ là nước thiếu nợ, mày thiếu mấy trăm tỷ luôn, Đúng rồi. thiếu mấy trăm tỷ luôn. Mình nhưng mà có một điều, người dân ở bên Mỹ người nào nợ nhiều người đó giàu nhất. Ồ vậy anh. Cái thằng ở Mỹ mà em nợ chừng nào em nợ 1 tỷ là em giàu nhất, em làm gì nó cho em mượn 1 tỷ, Đúng rồi ha. Càng đúng không? Giống như càng nợ em, là càng uy tín. đúng không? Giống như em đi em làm gì, người ta cho em mượn 1 triệu đô, chức mấy giỏi cỡ như em cho anh mượn 25.000 hết ga. Ví dụ như mình mới qua, rồi dần dần cho mình mượn giỏi lắm chừng 50.000, rồi từ từ mình mới mượn được 100.000, đúng không? Chính Mà xác muốn mượn trăm chắc gì ngàn phải cũng có còn cái gì hết chứ, đúng, chính xác đúng không? anh Quy, Nó hiểu đổi sao bây giờ sao mày anh là nói gì, chính xác cho anh đúng Quy không? mượn là Nè 1 triệu mới qua Mỹ luôn luôn mà muốn mua iPhone nó không bán luôn á, tin không? không? Nó không bán luôn á. Ê, trả tiền mặt đấy, ta đâu bán cho mày đâu, phải không? Nhưng mà mà em mà bảo đảm những người ở bên Mỹ này sẽ cho anh Quy mượn cả triệu đô. thì đương nhiên thì cái đó Đương là nhiên mình nói cái điểm uy tín con người, đúng không? Thì rồi. ở Việt Nam Đúng mình rồi, là cái đó người uy ta tín. gọi là gì, là giá trị con người được cân vậy đó. Ok, thì lúc nào cũng vậy, em càng uy tín chừng nào á, ở trong nhà của em có 10.000 đô là em mượn được 100.000, đúng không? Em có 10% là em mượn được đó, em có 20% là cho em mượn 80%, nhưng mà mày không có tao đâu cho em mượn chứ, mày không có lý gì mày trả tao. Tao cho em mượn chứ, đúng không? Đó đó là vậy. Rồi mày không trả tao mày sống được đâu, nó gọi là cộng sinh cộng hưởng, Trơn hả các đúng không? Mày không trả tao sao mày sống, mà tao đúng không cho mày mượn lấy gì mày sống? mà một khi làm dịch vụ Mỹ bên đây cũng đã người ta nghiên cứu chơi người ta mới làm để cho mình mượn Ôi đúng rồi. thấy chưa Ở đâu dễ đâu. Rồi đúng bây giờ anh nói cho em nghe là Mỹ cũng vậy thôi, tại sao người ta lo cho con nít mà người ta lo hoài luôn, lo đúng, ủa số kỳ ấy, tiền rồi đâu cho đúng rồi đó lo cho một đứa nhỏ nó lớn lên á, nó là nhân tài, tại vì mình đi nó làm mình phục không vụ thế lên. Thì đó đó nhân thì tài thì con em nó nhân tài nữa, ok, tại nó là người cho Mỹ, mà người Mỹ là nó nước phục vụ cho nước Mỹ, Mỹ cho nước Mỹ đúng không? Mà thằng Mỹ càng càng nhiều thằng học trình độ nhiều chừng nào nước Mỹ càng giàu, đúng càng chế biến này ra, rồi tính người toán cũng ta có lời, người ta đầu tư có lời luôn. đúng rồi Đó người thì ta phải đầu cái tư sự, đúng ngày rồi, xưa cái như sự lần đầu trọng tiên dụng. á em bước qua Mỹ khi em nghe em nghe nói, con nít đó là nó lo lắng mà không tốn một xu Đúng. thì ra là nó đã tính toán chứ, rồi giống như là lấy cái thuế của người dân làm bên đây nè đóng lại thì nó lấy tiền đó nó nuôi mấy em bé, Đúng rồi. nuôi người này người kia không phải là riêng em bé đúng Đúng. không? Nhân hậu Đúng. không cần học À, giỏi không cái cần đó là cái làm luật giàu. đó, là nó là cái gì? Con nít không cần biết cha mẹ là ai, nguồn gốc xuất xứ là ai, là phải được đi học. Thành ra con em qua Mỹ đúng tuần là được đi học liền, nó không cần biết chừng nào giấy tờ cha mẹ tính sao, Ăn uống cứ để vô Nguyễn Văn A Trần Văn Chuối gì đó chân là con lấy Văn Tèo gì đó đó chân không biết, rồi ghi vô kịch kịch kịch, đúng rồi chân đó, ví dụ vậy, vui không? Ok, nó cái như như vui vậy, rồi vô lại đi học rồi, mẹ không cần phải vui nhức đầu gì đó, ông tao không cần biết
Con nít là đi học thôi, đi học mới tính sao? Mà đã đi, mà mày bắt nó đi học á, mày phải cho nó ăn á. Đúng chứ giờ, giờ mày kêu đi học nó không có gì ăn, cho học đi học rồi sao? Rồi mày cho nó đi học đúng không? Bây giờ mày bắt nó đi học đúng không? Đi học là bắt buộc. Đúng chưa? Đó. Bây giờ đúng rõ ràng anh Huy, anh nói chính xác của chính xác. Bây giờ nè, bây giờ anh nói cái luật rõ ràng lắm. Bây giờ chính phủ bắt con tôi phải đi học. Đúng không? Mà bây giờ bắt cho đi học nó không có sách, phải cho nó sách học. Chứ giờ cất học mà là phải có sách vở đầy đủ căn bản vậy. Rồi bây giờ kêu đi học không có xe lấy gì đi. Tiền Giang họ cũng cho nhưng mà cái tiền đó cũng người ta lấy cái tiền thuế của mình luôn phải không? Tiền thuế của người này trả cho người kia. Ok, rồi bây giờ nè, đi học mà giờ không có xe. Không có xe, có xe chính phủ chở. Cái đó em không biết á, ủa là có no, không có xe là cỡ em bé nít đó, đi xe bus em biết rồi, còn những đứa những cái người mà học sinh mà lớn đi thì lớn thì xe biết đâu? Lái xe thường thường gia đình. Lớn có xe của trường học. Đó, cô lớn có xe trường học. Lớn có xe bus của trường học. Không có xe bus trường học, mày lớn gì đi xe bus công cộng. Xe bus công cộng có thẻ học sinh. Học sinh đi rẻ hơn 1/3 hoặc là rẻ hơn chút hoặc là miễn phí, tùy tùy theo cái cao đi nào nó quy định, cái thằng cái quận nào nó giàu thì nó em muốn biết các nút không. Dạ hãy đóng vậy, còn có ví dụ như tiểu bang trách sạch thì chỉ có đóng thế liên bang, thì ở đây chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang nào giàu nghe không? Anh nghe mà, anh nghe mà, nghe chưa? Nghe em nói coi, nghe không? Nghe chưa? Do cái tai nghe, and you put headphone, nghe chưa? Đi vô đi. Rồi dạ, em nghe anh rồi. Nghe rồi không? Tại vì em không đeo headphone. Bây giờ anh nói nghe. Dạ rồi. Tại vì em bị ấy headphone. Rồi bây giờ anh nói chuyện nè. À, cái đó là mình nói sơ sơ về chuyện đó thôi. Thành ra đó là cái khoảng cách giữa người giàu người nghèo á. Dạ. Đó là cái người của một quốc gia nào đó người ta phải lo tới. Dạ. Thì làm sao giữ được cái khoảng cách của người giàu người nghèo, nó mất cái sự gọi là bất bình đẳng ở trong xã hội. Thì cái người giàu nhất mà một cái quốc gia đó, những cái người giàu nhất họ nắm được cái số tiền nhiều nhất, thì cái số còn lại họ lại là không có, họ không có kiếm được cơ hội. Yeah. Thì làm sao phân bổ cái tiền đó ra đều, đó là ở người ta xài cái chữ gọi là chính sách xã hội. Yeah. Đúng không? Thì cái chính sách xã hội đó là lo gì, lo cho người già. Người già là một cái gánh nặng. Yeah. Đúng không? Gánh nặng là sao? Bây giờ bệnh hoạn thuốc men tiền đâu. Người ta bắt buộc phải có cái bảo hiểm. Cái bảo hiểm đó chính phủ họ lo bằng cách nào? Họ dùng cái tiền đó họ lại mua cái bảo hiểm khác. Mà bảo hiểm đó là cái hợp đồng của chính phủ với cái hãng bảo hiểm nào đó, không cần biết. Để chi họ tính bao nhiêu dân số, tôi có bao nhiêu tuổi, hiểu không? Tôi mua đó họ mới phân bổ điều đó. Ở Mỹ mình nó có gọi là mấy dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Là cái người nào nghèo thì cứ chạy đó. Mà như khi, nhưng mà đừng có nghĩ Việt Nam mình lại nghĩ là nghèo xài cái đó, lại cái người nghèo bên này xài còn xịn hơn cái người mà có tiền luôn đó. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác luôn anh. Đấy không? Là người ta vô người ta sử dụng những cái đồ thiết bị tế mắc nhất. Dạ. Thuốc là thuốc xịn nhất luôn á, không có giỡn đâu. Đấy không? Đó là cái giống như anh biết không, giống như mẹ chồng của em đi ha. Mẹ chồng em là xài cái bảo hiểm Medicare đi, nhưng mà mẹ chồng em mỗi lần mà đi chưa tới ngày khám thì cái chỗ nó người Việt ở bên Cali á gọi điện cho mẹ chồng em thì nói cô ơi hôm nay khám bệnh rồi cho mẹ em cái kiến mấy trăm đô ha, rồi thuốc á, thuốc tốt hơn hơn mình đi ra ngoài mình mua luôn á. Cái nguyên nhân á là như vậy. Dạ. Những cái trung tâm y tế mà tư nhân ở Mỹ, tư nhân rất nhiều, chính phủ hợp đồng. Thì các cái trung tâm tư nhân họ có nhiệm vụ họ gọi người ta đi khám bệnh. Đúng giờ bác sĩ gọi. À, cô ơi, Việt Nam có Việt Nam, người Tàu có người Tàu, dạ. Người Spanish, người Mỹ Tây Cơ có tiếng Mỹ, Mỹ dạ. Có Mỹ. À, đi nhắc. Tại vì sao đi khám, càng khám bác sĩ càng có tiếng. Dạ. Đúng không? Họ khám về, họ khám, ví dụ như là tháng trước là phải nấu ra, đúng không bác sĩ em á, ví dụ như là, ê, chỗ già, ê, hồi tháng trước chưa có xét nghiệm nha,
tháng này tới khám bệnh này nọ xong rồi kêu đi xét nghiệm luôn, rồi lấy 3-4 ống máu gì xét nghiệm hết, bệnh gan, bệnh thận, bệnh con khỉ gì coi như hết luôn. Rồi xong cái tiền đúng em mà trả cái tiền đó là mắc đó, mấy ngàn đồng đúng rồi, mắc lắm luôn, cả chục ngàn đô đó, đúng không? Nhưng bác sĩ ông ghi vô kịch vậy, cái mình cái y tế của mình họ gửi lên trên cái của chính phủ. Dạ. Chính phủ trả về nó là tháng này trả gì đây, rồi trả tiền qua là cái ông bác sĩ cái trung tâm y tế họ lấy tiền của chính phủ, đâu lấy tiền em chứ, thành ra em là vua. Dạ. Em không có tiền em vô cũng vua à, khách hàng cũng đúng rồi, mình bệnh không viện tiền, của mình anh vô, mở mình ra bên no. Mỹ mình vô cũng 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 xem cái người mà có tiền thôi, bình thường đúng. Ở bên Mỹ vậy á. Đúng rồi, tại dạ. Sao tao không tới mày, tao tới người khác nhau. À. Đúng không, tao không thích, tôi không thích cái chỗ đó bác sĩ cà chớn quá, tôi đi qua chỗ khác. Dạ. Không, thành ra họ phải năn nỉ mình, họ dụ mình, họ còn cho xe tới đón mình luôn. Dạ. Đúng không, mà mình thấy không là khác này. Mà anh Quy biết ngày xưa em còn, lúc em còn mang bầu cái thằng bé lớn á, em từ ở bên Cali em mua qua bên tiểu bang cho trà nè. Em đâu có bảo hiểm đâu anh, lúc với chồng em thì cũng không đi làm, em không đi làm, em mua qua bên chị em nè. Cái em bị tức là khổ nghèo toàn tập á. Trời, em nghèo từ trên đến dưới, nghèo từ Nam luôn á. Qua bên đây nói chung là em dọn qua đây em sống cùng với chị của em nè, chị em nè. Cái bắt đầu á cả nhà biết không? Em quên á, anh Huy biết không, là em đi qua bên đây mà không có không có chưa có đi làm nào, lúc em mang bụng bầu cỡ 3-4 tháng á mà cái bụng em bị đau, em đi dọc đường á là em bị đau, xong cái đưa em vô bệnh viện á khám mà đâu có bảo hiểm đâu, người ta vẫn cho em vô đến khi em đẻ thằng bé hả anh Quy biết không, em không có bảo hiểm hả. Bận đầu á là em muốn mổ, cuối cùng em không, bận đầu em đẻ mà đẻ không được, em qua mổ, em chuyển qua chuyển lại, anh Quy biết không, cái tổng bi bao nhiêu, 34.000, nhưng mà cuối cùng em không trả một đồng nào luôn á. Vậy thì ai trả? Vậy thì ai trả? Nó đã gửi bill về nhưng mà mình có biết ai trả, mình viết giấy mình xin, mà thực ra bây giờ em nghĩ là chắc nhà nước người ta trả đúng không? Đúng. Chồng em trả rồi đó, giờ chồng đóng thế, chồng trả bây thì sao em trả lại. Khoan, bây giờ nó lúc đó là tôi này chưa khoan. Đi làm á. Khoan, bây giờ nói nè, khoan, nó tính. Nếu em có tiền nó bắt em trả. Em không có tiền, cái chỗ đó tao không có tiền lấy gì trả. Nó có một cái quỹ, hiểu không? Quỹ đó là của cái hỗ trợ của chính phủ, nó coi em nhỏ này có thể xanh nè, dân quốc tịch Mỹ nè, vậy rồi lô bên cơm năm nhiêu, ở già làm 2-3 năm nay ở nhà giữa con làm gì có tiền, đúng không? Nó mang bầu làm gì có tiền, nó bằng nó, chính phủ còn cho nó nhẹ nữa. Nó làm gì có tiền, đúng không? Nó không có tiền, có tiền lấy gì tính, thì bỏ vô ê về làm Medicare, mày nó phát cho em cái thẻ, nó lấy cái tiền nó trả vô report lên, đây người này vậy một năm đâu có đủ 14.500 đó, over 14.500 là gọi là có tiền, còn dưới 14.500 là nghèo, là gọi là không đủ xài lấy gì đâu vậy, đúng không? Thì nó gọi là thì nó thu thuế của nhà giàu làm gì, thu nhập trên 400.000 là dứt thuế về 60-70%, để chi, để bỏ vô mấy đó đó. Cái nhà em ở đó, ok, cái nhà của em ở đó, em đi ra ngoài có công viên không? Có. Công viên nó đi có tốn tiền không? Không. Mà bãi cỏ đẹp không? Đẹp. Ai tưới? Tưới có tốn tiền không? Có trong chút. Tốn mấy bài luôn, rồi nhân viên rồi tùm lum, ghét rum trắng bóc thơm phức, đi xuống biển tắm, không có tiền. Vậy tiền đó đâu? Tiền mấy nhà giàu á. Mà anh biết gì không? Toilet phi mà có giấy nữa chứ. Đúng rồi, thơm phức phải có xà bông nữa chứ. Mày mùa Covid là phải rửa tay rồi. Đúng rồi, có chỗ cái tải em bé luôn, mày có luôn, ví dụ vậy. Rồi, con nít đi học vô trường có băng vệ sinh luôn. Vậy thiệt mà, tại đúng, tuổi teen là bắt đầu này có luôn. Ừ, là có luôn, trong red room phải có, lúc nào cũng phải có. Thấy không? Rồi, đó là cái chuyện đương nhiên, thì ai đóng thuế? Dạ. Cái nhà mình ở gần trường học là mắc tiền hơn, ở gần công viên là mắc tiền hơn, tại vì mình được hưởng. Còn mình ở xa hơn thấy thấp hơn, nó tính xa nữa thấy nữa nữa, còn ở gần gần tính cao 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 thế rồi đó, hiểu không? Đó thì mình được hưởng mà. Ơi anh ở đó anh chiều anh dắt chó rồi anh chạy rồi cu tí cu tèo đá banh rồi sướng cái bà luôn, anh đâu trả tiền đâu. Anh dục gác có người lụm, lau sạch cỏ là phải đẹp, đúng không? Giờ mình đi ngang mình còn nhận nữa. Ôi thành phố để ba cây dơ
làm hay làm, nó không làm đâu được, hiểu không? Là tại vì người ta đóng thuế, hiểu không? Đó là cái nó gọi là công bằng xã hội á. Ê, anh làm nhiều tiền tôi lấy lợi anh chứ. Ở mấy cái nước mà Trung Quốc đồ này kia, ở bên châu Á là mấy người dạo trốn thuế nhiều hơn. Đúng rồi, nó khó không được, hiểu không? Nên nó trốn thuế nhiều hơn, thành ra cái thu về nhà nước tiền đâu người ta lo cho chuyện đó, hiểu không? Đó là chưa tính là này kia, thành ra cái khoảng cách giữa người giàu người nghèo nó quá xa. Dạ. Thành ra mình không thể so sánh nổi được, hiểu không? Thành ra đó là nếu mà nói mắc rẻ đó, đương nhiên á, em muốn về Việt Nam em ăn cho rẻ em phải tốn vé máy bay 2.000 đô. Thì em có mắc không? Cũng mắc ha. Hiểu không? Đó nó là mình nói về mắc rẻ, nhưng mình so sánh cái giá trị á, mình so sánh đồng tiền khó lắm, nhưng mình so sánh cái giá trị cũng lao động, hiểu không? Cũng là lao động mà làm 8 tiếng đó, làm vậy lau chùi dọn dẹp nhà cửa gì không biết, hiểu không? À, hay là làm gì cắt cỏ làm vườn gì đó quá đó, không biết ông cắt cỏ nhiều tiền hơn, tại vì ông dắt cái máy tiếng ồn. Thành ra cái ông mà lau nhà, cái ông mà này cứ là 14 đồng mà ông cắt cỏ là 30 đồng. Hiểu không? Mày đòi 30 đồng á thì mày ôm máy cắt cỏ mày cắt đi. Mà muốn cắt cỏ phải có bằng á, phải có. Ủa, mới lái được cái xe hả? Đúng rồi. Chứ. Em cắt tôi rồi thôi. Ủa, đúng không? Đúng rồi. Rồi xong nếu mà mình vậy em nó đòi hỏi phải có này kia để phải bảo vệ người khác nữa. Không phải em cắt xong rồi muốn thịt thổi bay lum la người ta đâu được. Hiểu không? Nó có những quy định đó nè. Sau đó em mới biết á, ủa em tưởng là cắt cỏ bình thường, cắt bình thường thôi. Không, cắt bình thường cái máy bình thường không nói, nhưng mà em chạy cái xe này kia là phải có mấy cái sân gốp đồ này nọ ý mình nói chuyện. Hiểu không? Đó người ta có những quy định rõ ràng đó, để cho nó có cái cân bằng của đó, thấy không? Thành ra rốt cuộc cuối cùng vẫn làm là gì, luật làm ra là để cho tất cả mọi người được hưởng công bằng. Yeah. Hiểu không? Rồi thu lại cái giá trị nước Mỹ có tiền để chi, phục vụ cho dân Mỹ, thì khi mình giàu mình cho dân mình xài, giống như nhà mình cha mẹ mình giàu cho con, chứ giờ cha mẹ giàu không cho con sao được. Đúng rồi. Đúng không? Thì cái nước giàu thì cho dân xài, đơn giản vậy thôi. Bây giờ càng nhiều thằng giàu cứ gom tiền đây, không biết để vô ai vô nước Mỹ đầu tư, không biết mua nhà mua cửa gì, không biết, hiểu không? Ừ, vô vậy đó, chứ còn không em nhận nói ủa sao tôi giàu bắt tôi đóng thuế hoài, thế ở mày đóng thuế đi, mai mốt con cháu mày nó hưởng, mai mốt mày già mày hưởng chứ tao đâu có lấy của mày chỉ, hiểu không? Đúng không? Bây giờ em trẻ em làm em đóng thuế, nhưng mà đến tuổi đó em nghỉ rồi, em nghĩ em hưởng chứ, em hưởng cái tiền em đóng nên tôi làm tao giữ với mày đó, chứ mày không giữ mày xài hết rồi muốn mày báo tao hả? Dạ. Phải không? Thành ra cái công ty nó phải bắt em giữ, nó giữ tiền của em lại. Ê, không biết nha, làm lương vậy tao giữ mày lại miếng đó lắm, mày mốt mày lớn tuổi mày đúng tuổi mày nghỉ tao lấy tiền nó đưa cho mày, mày có tiền mày xài rồi ở nhà không, tháng lĩnh 2.000-3.000 tùy theo lúc trẻ. Mình đóng thuế nhiều mình lấy được nhiều, còn mình không có luôn gì, không có đóng gì 800 đóng nhiều, đúng rồi, không có, giống như mai em 800 thí dụ mình xin đó, đủ gì đó rồi, không có nhà thì nó gọi là cái nhà xin housing thí dụ vậy, thì tùy theo cái nó tùy theo cái gọi là cái căn bản của một cái, thì tính cuối cùng nhất là thu nhập cuối cùng nhất phải đủ căn bản để sống, đó không? 100 đô bên này lớn lắm, lớn á, không có nhỏ đâu. Tính đi nè, em làm nguyên một ngày 15 đô một tiếng, phải không? 15 đô một tiếng, em làm 8 tiếng, đó không? Là được bao nhiêu? 120. Đó không? Hơn 100 rồi, gần 120 rồi, đúng không? 120. Bây giờ đi chợ một mình em, một mình em đi vô em đi chợ thứ cái em ăn đồ Việt Nam luôn nè, mua một bịch gạo, phải không? 50 đồng anh cho 50 luôn á, phải không? Rồi mua miếng thịt, mua mấy cái trứng, phải không? Mua bó rau, mua được trái bầu nữa, phải không? Mua được mấy thứ nữa, 100 chưa hết đâu, em đi hết 100 đó đi, em về em bỏ tủ lạnh, một mình em ăn tuần, ăn một tuần lễ luôn á. Ăn mà theo kiểu Việt Nam còn ăn còn hơn luôn á, mua một bịch cánh gà chà bá lửa 30 đồng Costco á, về nhà xốc xốc lên, ồ ẹ xốc xốc ăn kiểu Việt Nam nữa, nó dư tiền luôn á, vô về xốc xốc, đúng rồi, đem về xốc 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 lên rồi để nước mắm rồi vô bốc khói giống em làm, ngon
Thấy không? Mã bún đậu mắm tôm đồ từ nước dưới hết. Ồ, anh xong về để ăn đúng không, vừa đủ luôn, ăn đã luôn Mà nếu anh mà ở Quy biết nhà nấu. không, mà anh Quy biết không, ở bên đây á, nó thật ra là mua đồ nó rẻ tiền. Mà anh Quy biết á, hồi bữa bún đậu mắm tôm của em hả, ăn cái làng á mà ăn không hết luôn, mà em mua có nhiêu đâu, có mấy Nhiêu chục tiền thì đó, đô thì có phải gì không, thì có phải là cái thằng công nhân bên này mẹ nó không cần biết, người quét gác dọn gác gì không biết, bồi bạn biến khỉ móng gì đó về nhà ăn lập lập, đứa nào nấy mặt thú nội bác ăn sợ nữa, gặp đồ ăn sợ luôn nữa, mà trốn luôn á, à. không ăn ăn mập cái bụng Nó cục đó, giống hôm nay anh Quy nói vừa gà đúng không, mấy chị em mình đi chợ đúng không, trời mua nó cục bự 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 ha, mà quá trời ăn cái làng luôn, ăn không thấy chứ sao, như mẹ ăn còn ngán luôn rồi mẹ đấu thèm ăn ghi cả chỗ thịt đâu em ăn đâu, mấy bà kiếm đồ hũ ăn luôn, ăn rau. Ồ mà rau lại mắc mẹ ác nha, em bà nào bà nội. anh tính hỏi nè, tại sao giống như rau muống ở Việt Nam á mà đối với người ta là bình thường, quá bình thường mà rẻ, nó không mắc, mà đến khi qua đây lại mắc ha. Tại vì cái xứ này nó đâu phải là cái xứ của rau muống. À đúng. Em đi ra ngoài Bắc Cực em đòi ăn phở ở đâu có cho em, anh phải chở đất liền ra chứ. Nhưng mà em thấy đa số là ở tiểu bang em á, là rau muống á nó mắc thôi. Ở bên Cali hồi bữa em qua bên mẹ chồng em á, là anh biết không, rất là rẻ, nhưng mà ngày nào nó cũng có là rau muống. Còn ở bên tiểu bang em không có ngày nào đâu. Rồi giải thích nè, có nhiều tiểu bang người ta không trồng rau muống luôn, Tại sao? bởi vì mình cái người ăn rau muống là thiểu số, thứ hai cái rau muống làm nghẹt ống cống, nó bò lùi 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 vô mấy ống cống, thành ra có nhiều tiểu bang chẳng hạn như là Nevada mà Las Vegas đó, nó không cho bán rau muống bằng bất kỳ hình thức nào, tại vì cộng rau muống chui xuống cái cống mà cái nước của nó, cái xứ đó xứ sa mạc, nó cần đường ống dẫn nước và nó cần thải nước, mà nó nghẹt ống cống cái người ta tốn tiền bạc triệu bạc tỷ người ta không cho luôn, anh muốn ăn kệ anh, ok đúng chưa, anh ăn cái khác đi, hiểu không, đó là tại vì cái đó nó ảnh hưởng đến số đông, anh là thiểu số anh phải chịu đúng không. Rồi bây giờ anh nói nè, em muốn ăn rau muống rẻ không, Muốn em đi làm năm năm đồng giờ đi, anh bán cho em bó rau muống mẹ đồng đấy đúng chưa, còn em đi làm 15 đồng giờ em đi tưới rau muống đi, em mở cái nhà em lên em cuốc cái miếng đất sau vườn lên em trồng rau muống xuống, rồi em mua phân về em tưới đi, sáng sớm em thức dậy 8 tiếng nè 15 đô tiếng đếm đếm đi, đếm từ sáng đến chiều bao nhiêu tiền, rồi đến khi trồng rau muống được cắt bỏ lên xe đổ xăng không có, ok rồi có hai người không, hai người chở ra tới ngoài chợ bỏ vô bịch bỏ vô này kia, đâu phải bán không đâu, bán không đâu được, phải có này có kia nữa, chợ là phải có bảo hiểm rồi phải có này kia nữa, thành ra là đúng rồi Và hai chú đúng không. Rồi hai hello con trai đi vô đi, mất ừ đi đang đúng chưa, rồi đúng không, anh nói em phải, em muốn ăn có muốn rẻ thì em làm 5 đồng, đúng rồi. em đấu Mà chịu năm đồng đâu, anh em Quy đòi nói hai chục câu là chính xác luôn á, có đợt em đi làm nail đi, mà anh biết không, mấy người nail á là người ta hay ăn những cái rau cải những cô chú anh chị đem vô tiệm bán á, đúng rồi. là lúc đó là mà rau muống rất là ngon nha. Cái một ngày nào đó cái đầu em thấy cái cô không bán nữa, em hỏi chú biết ra sao, cái cô nói là bán là cô phải phải bán trốn, nó hỏi sao vậy, người ta không cho trồng trồng bởi vì ống cống nó nghẹt. Em nói trời, làm Đúng tại sao mà nghẹt, đúng, đó làm là mình gì bán lậu, rau muống nó làm nhanh vậy? lắm. No, em giỡn hoài em. Ống cống bên Mỹ á, nó không phải giống ống cống như Việt Nam. Ống cống bên Mỹ nó giống như cái nhà. Ủa vậy hả? Chứ em tưởng Một mình bị ống cống bự hơn chứ. ống cống giống cái nhà, cái lỗ ống cống, cái đường ống cống mà thoát nước nó giống cái nhà. Biết giống cái nhà không? Là cái Biết xe chạy ở trong được đó, biết chưa? Có coi phim Mỹ không? Nó chạy có dưới, nó lấy xe hơi chạy dưới đó. Cái ống cống nó phải như vậy đó, biết chưa? Thành ra cái thành phố giống như em ở đi mà anh lên tà, em biết thành phố tổ chức Olympic mà bao nhiêu chục triệu con người đổ về đó vẫn sống được, không bị nghẹt cống, không bị này kia, nhưng mà em lượng rác thải đổ ra cái rau muống á nó lọt ra ngoài nó rớt một khúc thôi, rau muống nó sống rất là mạnh, đúng hồi rồi đó mình đi lượm rau muống đồng không, em cắt một khúc em phơi khô em cắm xuống nó cũng lên nữa, à đúng rồi thành chính xác ra nó luôn là cái lỗ nào hở hở có chút xíu đất đất lại bao nhiêu lại lên, mà nó đúng lên vậy nó dính rác rưới rồi lại nó quện thành một cục, em thấy em dạ trồng vô ao rồi nó lên một về luôn,
Đúng rồi, nó dễ lên. Nhưng mà anh biết không, em lúc nào em cũng thích ăn cao muống xào tỏi hay là cao muống ướp sỏi, thích cái kiểu miền Tây. Gán nhịn đi, tại vì ở tiểu bang nó gán nhịn đi. Không ăn, nhưng mà bây giờ con đi vô, má mày đang nói chuyện. Những người người ta bán là người ta bán ổn, làm được, là trái quy định. Thành ra người ta phải này kia, đó. Thì đó là những cái điều mà tại sao là mình đi qua nước người ta, mình đi thắng khổ. Ừ. Đúng không? Có những người ví dụ như là thôi qua Mỹ khổ lắm, muốn ăn thịt kho không có. Ủa anh chơi chơi ngặt nghèo vậy? Anh chơi theo kiểu ngặt nghèo vậy? Anh đi tới Bắc Cực mà anh đòi nó ấm, sao ai giữa? Cái chỗ đó anh biết nó lạnh, anh tới đó rồi. Dạ. Đúng không? Rồi anh đi qua Mỹ, anh bắt Mỹ nói tiếng Việt, ai chó. Thành ra anh qua tiếng Mỹ, bên Mỹ anh phải học tiếng Mỹ. Đương nhiên rồi. Đúng không? Rồi em qua bên Mỹ, em kêu Mỹ ăn mắm ruốc với em, sao nó chịu? Thành ra mình ăn đồ nó, mình ăn mắm ruốc của mình, em bắt nó giống em, nó đâu chịu. Đúng rồi. Nó, mình nói thơm, nó nói ôi, rồi mình cãi nó hả? Mà nó nói đúng mà. Nó nói đúng mà. Em phiền người ta. Rồi em cứ nghĩ vậy, rồi em lấy cái đó em làm buồn, thì em muốn gì thì em gì, em hỏi đi. Đúng không? Chứ giờ em qua đây em bắt người ta nhiều mình chơi cha vậy, đâu ai chịu. Thành ra Mỹ là họ lấy cái số đông. Vậy vậy, số đông chịu không? Chịu. Chịu thì xem. Còn chịu thôi, chứ cá nhân anh đòi người ta chịu, anh ai chịu. Nhưng mà anh biết không, Mỹ này không biết ăn cao muống. Có thiệt mà. Không có biết, Mỹ này không biết ăn cao muống. No, bây giờ nó biết ăn rồi, mình dạy nó ăn rồi, nó biết rồi. No, cái đó em thấy là tại vì bên em thôi. Bên em thôi. Mỹ mà Mỹ Cali mà nó ăn tới cái gì luôn. Chứ em thấy ăn Mỹ thì mắm. Nó ăn mắm tôm, mắm nêm, nhưng mà không ăn cao muống. Tại vì nó chưa ăn. Vậy thôi. Ok, thì đó là những món như bún riêu này nọ mình có muốn chơi không? Rồi, đó là cái mình anh nói chuyện về cái chuyện mắc rẻ. Thành ra đó, cái cuối cùng vẫn là gì? Cái giá trị của một giờ lao động có thể sống được hay không? Một ngày làm, một tháng làm, dành bao nhiêu phần trăm cho cái cuộc sống? Thì con người ta nói là cái giá trị của cuộc sống á, nó được đánh đổi bằng cái công sức của anh có được đúng hay không? Yeah. Hiểu không? Thì thành ra nó là làm sao? Cái thế giới nó chia đồng đều ra. Bây giờ mình tính cái nước mình xong. Hai bé đi vô. Anh Huy em không nghe. Sao không nghe anh? Hai đứa đi vô, hai đứa đi vô kêu. Đi vô chổng đi. Mẹ đi qua bây giờ thấy. Anh Huy em không nghe anh Huy ơi. Chờ anh thoát ra, anh bấm coi, vô lại nghe chưa? Nghe rồi. Đó thì anh nói chuyện vậy đó. Đấy không? Là cái giá trị mình được nhận thì người ta so sánh bằng cách là một tiếng làm của bên này và một tiếng làm bên kia có đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cuộc sống hay không hết, chứ đừng có so sánh là một đô la là bao nhiêu tiền, tại vì không thể nào so sánh kiểu đó được hết. Còn mình nói mình về Việt Nam rẻ là mình đi bóc lột đồng bào mình ở bên này, mình đi là mình muốn người ta trả mình cao chứ buồn, đúng không? Thì tại sao mình đi về cái chỗ kia mình muốn trả người ta thấp để mình được làm vua? Đâu được, mình đi đòi một cái chỗ công bằng, mình đem về mình lại tạo ra một cái sự bất công bằng khác. Thấy không? Hiểu cái ý anh nói không? Bây giờ em muốn, em ở Mỹ muốn công bằng không? Muốn chứ. Ê, ồ mà tôi đi làm vậy phải trả tôi vậy chứ. Không chứ bên đúng Mỹ không? Mà ở đâu cũng vậy, mình cũng đều muốn công bằng mà. Đúng. Thấy không? Thì em về Việt Nam cũng vậy. Em nói, ồ sao cái chị đó, chị đi bán, trời quá, ba ngày ba làm, ghẻ quá. Đúng chưa? Đúng. Nhưng mà có nhiều người á, người ta thích. Là sao? Ồ, ở bên này làm có tiền, về Việt Nam cái trả ghẻ quá sướng. Nhưng mà cái đó là cái buồn á, chứ không phải là cái vui. Dạ. Mình về mình xài ghẻ quá mình buồn. Là tại vì bây giờ mình ở bên này mình đi làm mình cũng vậy, mình được tiền, mình được sống, rồi mình có quần áo, mình có đầy đủ. Đúng không? Dạ. Ở bên kia người ta đi làm vậy cũng nhiêu đó tiếng, mà người ta làm gấp 3-4 lần mình, 10 lần mình luôn, ta cũng được nữa. Dạ. Thấy không? Đó. Cái đó là cái mắc rẻ đó, vậy là thỏa mãn em ơi. Ok. Thấy không? Yeah. Đó thì đó là cái mình hiểu được, mình hiểu cái xã hội ấy, người ta vận hành như vậy, nó là cái công bằng thôi.
chứ giờ mình bây giờ mình so sánh đời sống hai nước sao so được, một nước đúng mà nhất rồi, thế giới với nước đứng thứ 100 mấy chục, 200, cách nhau 200 lận đó, biết không? Việt Nam mình thu nhập 3.000, Hàn Quốc 30.000 một năm, Việt Nam mình thu nhập 30.000, 3.000 là chia hết đất nước, Mỹ 55.000. Trời ơi, sao rồi? Thì sao rồi? Thấy không? Nên thành ra đó là tại sao người ta cực. Nhiều người nói, trời em đi Mỹ em cực quá, em cài. Em cài là bởi vì em lo cho gia đình. Đúng rồi. Ngủ đừng, anh đâu sợ đâu. Dạ. Tại vì mình đâu có lo cho ai, nhưng mình lo cho người khác. Thì nó chỉ đi làm nhiêu đó, nó chỉ đủ như vậy thôi. Thành ra người ta phải làm hai job. Thì một cái công việc còn lại để chi gửi tiền gì cho Việt Nam. Đúng đó, rồi. Mẹ mình, ba mình, anh em mình đó. Đó, đúng tháng rồi. Cho 200, 300 mới có tiền chứ. Còn không tiện đâu cả. Đúng ở rồi. Mỹ đâu phải là lấy lá mít xài đâu. Mà ở đâu cũng vậy á. À, thì đó. Một khi mình muốn á, nếu mà muốn có tiền nhiều thì mình phải cài. Cài mình đúng phải rồi. Lo hết trơn rồi. Đúng. Đó, em có uy tín rồi đó. Đầu em đi mua chiếc xe. Đúng không? Em mua chiếc xe em đâu có mua, em đâu bỏ 50 ngàn mua chiếc xe chị. Đúng rồi, người ta không. Đúng không? Em vô em đưa nó 5 ngàn, 10 ngàn thôi, đúng không? Lấy chiếc xe chè dạo xe mua 60 ngàn, 40 ngàn. Đúng không? Rồi. Bây giờ cái điểm credit mình tốt đúng không? Đi cài nhẩm thôi, tháng đi làm được 4 ngàn, 5 ngàn, rồi 6 ngàn. Trả tiền xe 500. Được. Chơi. Còn trả không được á, trả không được thì đừng mua. Ừ. Mua thiếu nợ. Đúng không? Thì bây giờ có tiền nhiều mua xe xịn chút, mà không có tiền mua xe rẻ chút, mua xe Toyota Corona chạy 28.000 ô phải chạy phà 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 10 năm chưa. Còn giờ muốn ngon chảnh đúng không? Chảnh mua xe Lexus. Đúng không? À. Mà chảnh mua xe Lexus thì trả tiền nhiều hơn. Vậy đúng thôi. Mà ngon chạy giống nhau. Đúng cái sức lao động mà. Đúng không? Vậy thôi. Đúng. Ừ, đó là cái những cái gì mà đó. Sao lý do mà người ta muốn đến Mỹ? Nó vậy thôi. Giống như Mỹ á, nó vậy lúc nào nó cũng giúp cho mọi người hết trơn á. Đúng rồi. Giúp cho mọi cái người, cơ hội không phải là bỏ mọi người đâu. Đúng. Dạ. Thì khi mình đời sống đàng hoàng, người ta đi qua đây vì con cái. Vì rồi. Cái cơ hội học hành của nó. Dạ. Thấy không? Dạ. Nó nhiều lắm. Bây giờ nè, em ở Mỹ thôi là em lời rồi đó. Em ở Mỹ em lời rồi đó. Cái nước khác muốn vô M� một năm đi học 35.000 đô. À, đúng rồi, chính xác. Con nít đi học một năm 25.000 đô, tuổi nào cũng vậy đó. Dạ. Là tiền đóng tiền học thôi. Bây giờ 25.000 đô một năm em nhân 18. Dạ. Bao nhiêu tiền? Đúng chưa? Đó là mới là đi học thôi. Bệnh nữa chứ. Quần áo nữa chứ. Nàng kia nữa chứ. Đúng không? Nhiều thứ lắm. Tất cả những cái đó. Em đi tìm tiền về Việt Nam, em cho chùa, em cho con nít đi học. Em ở nước em đóng thuế, em nuôi đứa khác cũng là từ thiện đó. Người ta không thấy, người ta đi khóc. Không chỉ rồi đi đã đời xong rồi đã đi đem về Việt Nam 30 triệu, 50 triệu cho chùa, cho này, cho kia. Làm từ thiện. Rồi mình đang ở đây, mình đóng thuế cũng từ thiện đó. Thì cái tiền thuế của mình sẽ giúp cho người khác. Cái người ta nghèo, người ta đi bệnh viện, người ta không có tiền, đúng không? Thì cái thuế của mình nó cấn vô cái đó. Chính phủ nó mới có chi phí để nó cho người già, người nghèo. Đúng rồi. Thì cái thằng giàu, người già, người nghèo, họ bớt gánh nặng á. Thì cái xã hội bớt lên, thành ra là sức khỏe, cộng đồng phải chơi. Ê, không có cho mày đem thịt gà, thịt heo, thịt bò gì ở nước nào vô đây hết. Vô đây dân chúng bệnh sẽ trả tiền nữa. Không cho vô, xong, gọn bơ luôn. Cấm là cấm, không có gì đó. Trước khi muốn đem đồ vô đây kiểm tra hết. Ôi, cái này không được, cái này có chất trừ sâu, cái này có chất độc, cái này độc hại biến. Lấy người khác vô, sạch mới được. Ăn vô, bệnh không, bệnh báo chính phủ chứ. Báo ai? Mà báo chính phủ là báo dân Mỹ, chứ báo đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Chứ sao nữa, mà mình chạy, bao nhiêu người bệnh, nó đếm đầu lên, nổi Covid không, muốn chết. Đúng rồi. Cứ tính đi, thằng nghỉ nha. Bởi vì nó không, nó ngăn chặn hết, nó không có cho cái gì mà phát sinh ra. Nó đếm Covid em mới nhớ, biết chưa? Cái vừa đợt đó. Covid vừa rồi đó, anh nhớ không? Mà ừ. Những người á, mà không bị Covid á, thì giống như á, là ở nước Mỹ này nè, bị nhiều người bị Covid quá. Những người khác á, ở nhà thì cũng được tiền của chính phủ luôn á.
chia đều hết, không cần mấy, ở không chia đều, tiền đó gọi là biết không, kích cầu kinh tế, người dân có tiền và nó cho mình mượn luôn đó anh, nó cho mình luôn đó, và đúng rồi nó cho luôn. Ủa mà anh, em không hiểu là nếu nó cho luôn rồi tiền nó ở đâu mà nó cho luôn? Rồi nguyên tắc tiền sinh ra tiền, đồng tiền mà nằm trong nhà là đồng tiền chết, đồng tiền chạy vòng vòng ngoài xã hội là đồng tiền sống. Ok. Cái chữ mà lãi suất qua đêm đúng không, em đi làm tiệm phở, em đi làm tiệm nail, cái máy mê trình mà em lấy tiền, đúng rồi, hiểu không? Nó ghi là gì? Two business day no free. Là tại sao tiền qua đêm 1 tỷ mà 0.5% của 1 tỷ, của 10 tỷ, của 100 tỷ, một đêm đẻ ra bao nhiêu tiền? Chỉ giờ hô giá anh cho em mượn tính lãi suất một ngày quá cao là bao nhiêu, hiểu không? Thì em tính hết nước Mỹ rồi giá trị nó như vậy. Thì bây giờ ví dụ như cái tiền vô mà em giữ á, em lấy liền á, là tính tiền em phí. Cái công tao chuyển tiền cho mày, còn mày để cho tao giữ cái tiền của mày á 2 ngày, tao không lấy mày tiền, tại tao có lợi. Không, anh nói chuyện ví dụ đơn giản là bây giờ Nô Đà nói anh biết em thiếu 1 ngàn để em làm chuyện đó, rồi anh cho em mượn 1 ngàn, ngày mai em trả lại đúng không? Đưa anh 5 đồng, đó là tiền lời đó. Thì đó. Còn nếu mà nói anh Huy cho em mượn 1 ngàn, hiểu không? 1 tháng sau em trả, em cho anh lại 20 đồng, anh lời hơn, đúng chưa? Nhưng mà anh phải đợi 1 tháng. Hai chuyện khác nhau, đó là cái chuyện của nhà băng ngân hàng. Thành ra khi mà họ cho em luôn là có lợi. Người ta gọi cái tiền đó, nước Mỹ gọi là kích cầu kinh tế. Không, mà anh Quy biết không? Nếu mà làm như vậy, bởi vì là lý do tại sao mà nhiều người lại thích đến nước Mỹ là vậy. Anh Quy thấy rõ không? Khi không, tự nhiên dịch đụng lên, mình không bị bệnh mà mình cũng vẫn ở nhà mà mình được tiền. Và nó cho mình luôn đó chứ anh. Nó đâu phải là nó không cho em tiền, lấy lại được nhiều hơn. Không cho tiền, không lấy lại được. Tại vì sao? Rồi, nhưng mà ý em nói là những cái chỗ khác á, người ta đâu phải giống như nước Mỹ là người ta cho mình tiền đâu, đúng không anh? Đúng. Ừ. Đúng. Bởi vì nước Mỹ có đủ tiềm lực để làm đó. Đó là lý do tại sao Trung Quốc, Việt Nam ở đâu cũng muốn đến Mỹ. Đúng rồi. Em biết hai cái nước mà đi đến Mỹ nhiều nhất là nước nào không? Đà nói trẻ ngạc nhiên nhất. No. No. Trung Quốc và Việt Nam. Là Việt Nam đứng hàng top 10 của những quốc gia nhập cư nước Mỹ. Cái dân số của mình trong vòng 5 năm nó tăng gần 1 triệu. 1 triệu người Việt Nam ở đây. Dữ vậy? Chứ sao? Thấy không? Bây giờ tính nè, hồi xưa đầu tư vô Mỹ, muốn ở Mỹ có quốc tịch 500 ngàn đô. EB-5, đúng chưa? Bây giờ 1 triệu. Mà 1 triệu phải xếp hàng á, 1 triệu 5 năm sau tao mới kêu mày. Chứ không phải là mày muốn 1 triệu, 1 triệu mà muốn vô là vô. Cái giá trị nó càng ngày khác, cái số đông. Nghe không? Thành ra Mỹ nha, Mỹ có uy tín đúng không? Là cái uy tín của nước Mỹ là nó đảm bảo cho cái tờ đô la. Đó là lý do tại sao tiền đô la là tiền được dự trữ ở khắp nơi trên thế giới. Mỹ ho một cái, cảm một cái, nguyên cả thế giới lụm. À mà, chấm mà bà che anh, theo. Anh nói là tiền á, cái đồng tiền nước Mỹ nó cao. Em biết là cao, nhưng mà tại sao em muốn hỏi anh nè, cái này là em không biết nè, tại sao cái đồng tiền Mỹ về và đồng tiền euro cao, giá cao hơn, mà okay. Tại sao nó không có phải là giống như đi đâu á, người ta cũng sử dụng cái tiền đó, mà người ta đi đâu người ta cũng sử dụng cái tiền Mỹ nhiều. Ok, một cái gọi là phổ thông, một cái gọi là đặc biệt. Ok, cái chiếc xe mà được bán nhiều nhất là chiếc xe Toyota chứ không phải là chiếc xe Rolls Royce. Chiếc xe Rolls Royce mắc hơn chiếc xe Toyota. Anh giải thích cho nghe nè. Chiếc xe Rolls Royce, siêu Rolls Royce, 3-4 triệu, 2-3 triệu, 1 triệu đô, 500-700 ngàn đô một chiếc. Một năm bán được mấy chiếc? 20 chiếc, 30 chiếc. Toyota là cái xe bán chạy nhất thế giới, bán chạy nhất nước Mỹ luôn. Một năm bán bao nhiêu? Bán 50 ngàn chiếc xe. Có phải không? Thằng Toyota giàu hơn thằng Rolls Royce. Nhưng mà nhìn Rolls Royce đó sang nó mới ngầu. Đúng rồi. Hai giá trị khác. Rồi, đó là cái phổ thông. Gọi là phổ thông. Đúng chưa? Cái đồng tiền euro á, nó giá trị hơn đồng tiền Mỹ bởi vì cái trữ lượng của nó giàu hơn. Vậy hả? Hiểu không? Cái giá trị của nó, mà cái giá trị của nó quy định vậy. Hiểu không? Nó như vậy. Nhưng nó không có phổ thông là bởi vì cái tính bền vững. Biết tính bền vững không? Giàu mà không bền vững nó khác.
Biết. Hiểu không? Giàu mà bình vững là sao? Anh giàu nhưng mà mấy mốt anh có mình anh yếu. Còn kia nó nghèo mà nó sẽ điều nó làm hoài đi hoài. Thấy không? Thì hai cái nó khác nhau. Hiểu hiểu nó không? Thành ra là sao? Cái uy tín của nước Mỹ nó đi theo cái kinh tế. Thằng kia nó là cái thằng nó nằm rời ngoài nhưng mà nó là đồ đặc biệt đó. Hiểu không? Nó 27 quốc gia lận. Châu Âu, Europe á, đồng tiền Europe 27 nước. 27 nước Âu Châu cộng lại, nước Mỹ 300 triệu dân nhưng cái vùng đất của Âu Châu nhỏ hơn nước Mỹ. Thì cái nước Mỹ cân bằng cái thằng 27 nước kia. Bởi vì chỉ có hai đồng tiền thôi, mặc dù thằng kia là 27 nước, nhưng mà nước Mỹ có một mình nước Mỹ. Hiểu nói chưa? Rồi. Đó là có những cái đặc biệt của nó vậy. Thì mặc dù như vậy, nhưng mà thằng châu Âu nó lên nhưng mà nó xuống, có nhiều lúc nó rớt xuống hơn thằng Mỹ. Nhưng mà thằng Mỹ nó vẫn cứ dị hoài. Cái dao động của nó 2-3%, 5% nó an toàn, nó gọi là safety. Thành ra người ta giữ cái thằng safety chứ người ta đâu có giữ cái thằng trồi sụp. Đúng rồi. Gặp em cũng giữ cái nó cao. Không phải là ví dụ cao, như xuống, đúng rồi, xuống nó chần đúng không? Đúng rồi, nó cao mà nó xuống 5%, 10%. Cao 5, 7. Nhưng mà mình á mình thấp, nhưng mình lên xuống 1-2-3 làm quạt. Thì mình lấy thằng bình vững chứ mình đâu lấy thằng kia. Đúng rồi. Cái tiền bản Anh mắc hơn tiền Mỹ. Ủa vậy anh? Đúng rồi. Thằng bản Anh mắc hơn Mỹ bởi cái giá trị mà cái trữ lượng vàng của nước Anh đó, nó so với giá trị đồng tiền của nó lớn. Hiểu không? Nhưng nó không được bền vững là bởi vì nó cũng không có ổn định. Thành ra người ta sẽ chọn một cái ổn định nhất. Giống như Việt Nam mình đó, là vàng 24 là lúc đây 49 lúc nào là cũng không nhất. Tại sao? Làm gì làm là vàng là cái vật để người ta an toàn nhất. Nó không có mất giá trị. Dạ. Tiền đó. Bởi vì người ta giữ đô la Mỹ là bởi vì nó an toàn. Giống như Việt Nam vậy, có tiền mua lượng vàng cất. Vàng giữ còn, mà tiền giữ mất phần trăm, nó bị mất. Ví dụ như lúc gạo 10, tự nhiên gạo lên 15 ngàn. Em đang có 10 triệu, hồi đó em mua được một đống gạo. Tự nhiên 10 triệu nó mua mất mẹ nó 5 tấn rồi. Đúng rồi. Còn cục vàng còn nguyên hả? Đúng rồi, giống như mấy người Việt Nam á. Giống như kiểu ba mẹ em hay là không phải là những người khác luôn nha. Mua vàng người ta cắt đó, hỏi gì vậy? Vàng có thể lên xuống bất ngờ mà lên nhiều hơn. Mà nó có tuốn thì nó cũng sẽ lên rồi. Dạ. Nhưng mà tiền nó xuống cái mất luôn, mà nó đi dính rồi làm phát. Thì đó đúng vậy. Đó thì vậy đó. Bởi vì thường rồi. Người ta hay nói là họ có tiền mua vàng để dành đi. Đó, người ta hay dùng từ diễn của anh đó. Bây giờ nè, ở Mỹ càng lâu tiếng Việt càng giỏi đó. Nói chuyện giống như anh Vy là em không biết dùng cái ngôn ngữ để em diễn tả bây giờ. Đúng rồi. Từ từ em nói, từ từ em học được cái ngôn ngữ diễn tả em mới có thời gian em học. Dạ. Nếu khi mình không có biết cái diễn tả cái chữ đó mình hiểu chứ không như mình diễn tả là sao, cái đó là cái cách nó gắng làm YouTube nữa đi. Rồi dạ. Bây giờ nãy giờ nói chuyện một tiếng rồi đó, lẹ không? Dạ. Ok rồi, bây giờ anh cũng phải có công chuyện anh đi. Thành ra là em chào quý vị khán giả. Rồi, hôm nay lên nói chuyện Nô Rà đó. Tại vì mình muốn á, tất cả những anh em làm YouTube hay là khán giả ở khắp nơi cũng vậy thôi. Quý vị biết á, một điều á, mình sống trong cái xã hội á, mình yêu nhau mình đi lên, mình tiến bộ. Về Nô Rà đó giống như em, mà khi mình thấy mình người anh á, mình chỉ được cái gì mình chỉ. Dạ. Và là mình phải học, mà có những cái mình lớn mình phải học nhỏ. Ở Mỹ này là vậy, mình học người nhỏ, nhỏ nó giỏi hơn mình á. Nó biết, giống như mình lớn mình nhiều khi ba cái computer này nó mình đâu biết đâu. Ở nhà ví dụ như giống như em vậy thôi, em kêu con chỉ cho mẹ làm này làm kia. Con nít nó giỏi hơn mình. Đúng rồi. Chắc chắn. Đúng rồi. Hiểu không? Rồi ở bên này cha mẹ học con và con học cha mẹ. Dạ. Cha mẹ học con gì? Mấy mốt con em học trường, em đi qua Mỹ, tiếng Anh tiếng U mình đâu giỏi bằng nó. Dạ. Nó đi học trong trường thì nhỏ lớn mấy mốt dạy ngược lại mình. Dạ. Ngược lại nó không biết tiếng Việt hỏi mình chỉ lại nó. Dạ. Thấy không? Đó là cái dung hòa. Chứ không có kiểu, tao lớn hơn mày, tao tóc bạc hơn mày, mà không đi học không biết gì. Đúng rồi. Ok. Đó là tiếng lắm. Đúng rồi, mình phải để. Nhưng mà anh Quy biết tại sao em mời anh lên live không? Bởi vì em
em nghĩ anh sẽ biết nhiều hơn thì anh sẽ giải thích cho mọi người hiểu, tại vì em thì không có biết rành về. Mình càng open, mở, nó vô nhiều. Cái đầu mình cứ ngăn đóng lại nó không vô. Cái cửa nhà em á, em muốn đón khách vô mà em muốn trưng nhiều đồ, cái nhà em phải rộng. Mà em miếng đất nhỏ em kêu đồ nhiều vô đâu được. Mà em muốn ở cái nhà bự á, là em phải làm sao mới ở được nhà bự. Thì muốn ở nhà bự phải giỏi, phải đi cải. Thì người ta là đi học nhiều kiến thức đã nhiều, ta đọc nhiều kiến thức đã nhiều. Còn mình không đọc, mình đòi kiến thức bằng ta đâu gá. Thấy không? Nó giống như vậy thôi. Cái gì nó cũng có cái giá xứng đáng của nó. Đó là cái giá trị khi mình ở Mỹ đó. Yeah. Vậy thôi. Đó, mình muốn mở thì mình đón. Ok, tôi không biết, anh chỉ tôi học. Thấy không? Đó là vậy thôi. Thành ra em biết không? Ở Mỹ, em nói tiếng Anh với Mỹ, em sướng em nói tiếng Anh với người Việt. Mà em nói tiếng Anh thằng Mỹ nó hiểu, mà nói tiếng Anh Việt Nam mắc bể. Bởi vì đó là cái người ta. Thấy không? Rồi. Vậy đó, rồi bây giờ bye, nãy giờ anh em mình nói chuyện 62 phút rồi đó, là hơn 1 tiếng đó. Ok. Nghe, trả anh 15 đồng. Em trả anh hơi nhiều nữa. 1 tiếng, là, ok. Rồi. Ơi, em cũng cảm ơn anh rất là nhiều nha, anh đã có những cái thời gian đã chia sẻ cho tất cả mọi người ở trong channel của em. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, ok, quý vị đang theo dõi chương trình nè, 100 mấy chục người á, 113 người đang coi ở trên livestream này. À, cảm ơn hết tất cả quý vị. Nô Đà giống như một đứa em, nhưng mà có rất là nhiều. Mình tạo cái cơ hội cho những cái thế hệ đi sau học hỏi được thêm. Mình cùng mình đưa những cái chuyện vui hay là những cái câu chuyện cần phải học, mình mình học rồi mình cái nào mình cùng biết với nhau như vậy đó, thì tất cả mọi người đều tiến bộ hơn. Đó, đó là cái mà quy muốn. Rồi, cảm ơn hết quý vị ủng hộ cho cả Nô Đà Nguyễn Daily Vlog đúng không? Và thành ra là ông anh Huy thì khỏi, quý vị biết rồi, quý vị có thể thấy được những cái đó. Nhưng mà ủng hộ cho Nô Đà nè, dùng cái tinh thần nè. Đó, quý vị nào chưa bấm subscribe là bấm vô ủng hộ, mấy mốt lâu lâu có gì đó gọi anh Huy. Rồi, xin chào hết tất cả quý vị. Hẹn gặp lại ở trên channel của Nô Đà vào lúc khác. Còn giờ Nô Đà nói chuyện quý vị đi rồi, bye. Bye. Xin chào. Chào anh Huy nha. Bye bye anh Huy. Và em cũng xin tất cả mọi người và em cũng xin chúc cho tất cả mọi người có một một ngày thật bình an và có sức khỏe nhiều nha. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái live stream của em và anh Huy nha. Và xin chào và hẹn gặp tất cả mọi người video kế tiếp nha. Xin chào, bye bye.